Nếu như chiếc Oppo Reno 5 phiên bản 4G lần trước từng gây ấn tượng cho mình từ thiết kế nè cho đến chất lượng hoàn thiện cực kỳ là ấn tượng luôn, thì giờ đây thêm một chiếc Oppo Reno 5 nữa, nhưng nó lại sở hữu thêm công nghệ 5G, công nghệ của năm 2021, đó chính là chiếc Oppo Reno 5 5G mà đang có trên tay của mình đây. Hiện tại thì tại cửa hàng Thế Di Động đang mở bán chiếc Oppo Reno 5 5G với hai phiên bản màu sắc là màu bạc đa sắc và màu đen huyền bí. Nếu như các bạn có muốn sở hữu chiếc em nói thì hãy ghé đến website của Thế Di Động để tham khảo nha. Còn trong video này thì hãy cùng mình đi đánh giá chi tiết chiếc điện thoại Oppo Reno 5 5G này để xem nó có những cải tiến nào nổi bật nha. Ok, bắt đầu video. Ok, đầu tiên thì mình sẽ nói đến đó là về phần thiết kế. Nếu như ở phiên bản trước thì mặt lưng của máy sẽ được làm từ thủy tinh hữu cơ, thì đối với phiên bản 5G lần này chúng ta sẽ có mặt lưng được làm từ kính và phần khung viền được làm từ kim loại. Tuy nhiên thì mặt lưng kính này nó sẽ có một nhược điểm, đó chính là nó sẽ bám mồ hôi và dung tay và cả những vết sứt dăm sau khi chúng ta sử dụng một thời gian dài. Trong bài mở hộp của mình về chiếc Oppo Reno 5G lần trước thì là phiên bản màu bạc đa sắc, cho nên là chúng ta sẽ ít thấy những vết dấu vân tay hơn là phiên bản màu đen. Cho nên là mình khuyên chúng ta nên chọn phiên bản màu bạc hơn là phiên bản màu đen, để thứ nhất là chúng ta có thể thấy được phối màu nhìn đẹp hơn nè. Thứ hai là khi sử dụng một thời gian dài thì chúng ta sẽ khó mà có thể thấy được những cái vết vân tay hơn, để phải lau chùi thường xuyên hơn. Phần khung của máy thì được làm từ kim loại, cho nên là cảm giác khi mình cầm nắm khá là chắc. Các phím bấm vật lý như phím nguồn nè, phím âm lượng được hoàn thiện khá là tốt, tỉ mỉ. Hơn nữa thì các cụm phím này được bố trí vừa đủ để cho mình có thể thoải mái thao tác với các phím chức năng bằng một tay. Về các bố trí hệ thống camera thì tương tự như trên người đàn anh, chúng ta sẽ có hệ thống camera với dạng hình chữ nhật đứng được đặt ở góc trên bên trái nè. Còn logo Oppo được đặt ở góc phía bên dưới. Cạnh trái sẽ là nơi đặt khe cắm sim và cạnh dưới sẽ là vị trí đặt loa ngoài nè, mic thoại nè, tai nghe 3.5mm và cổng sạc USB Type-C. Ok, điểm tiếp theo mình nói đến đó chính là về màn hình. Chiếc Oppo Reno 5 5G sở hữu cho mình một cái màn hình đục lỗ với kích thước là 6.43 inch, độ phân giải là Full HD+. Mặc dù là nó sở hữu cho mình một cái kích thước khá là lớn, tuy nhiên thì với việc được tối ưu hóa các cái cạnh viền xung quanh nè, được tràn viền sang các cạnh bên á, cho nên là khi mình thao tác một tay nè, mình sử dụng các thứ cũng gọn gàng hơn, dễ dàng thao tác một tay hơn. Máy thì được trang bị tấm nền nên là chất lượng hiển thị cao nè, độ chi tiết đầy đủ nè, giải màu rộng nên là màu sắc hiển thị ở mức ổn, điện mắt. Khi nghiêng máy ở bất kỳ góc độ nào thì sẽ không bị sai lệch màu quá nhiều. Ngoài ra thì độ sáng của máy lên đến là 600 nits, cho nên là khả năng hiển thị ngoài trời khá là rõ nét. Còn một điểm nữa là màn hình của Oppo Reno 5 5G này sẽ là dạng màn hình đục lỗ với phần khoét lỗ được đặt ở góc trên bên trái. Đây sẽ là nơi đặt camera selfie của máy, và với kích thước nhỏ thế này thì trong lúc chúng ta chơi game hay là xem phim thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm của chúng ta. Hơn nữa thì máy vẫn sẽ được trang bị tần số quét lên đến là 90Hz, cho nên là những trải nghiệm khi mình sử dụng nè, mình thao tác vuốt chạm các thứ được mượt mà. Về thông số cấu hình thì chiếc máy sẽ được cải tiến lên con chip mới, đó chính là chiếc Snapdragon 765G. RAM vẫn sẽ là 8GB và bộ nhớ trong là 128GB. Và để thử sức với con chip mới này như thế nào, có chất lượng như thế nào thì mình sẽ test trên hai tựa game, đó chính là Liên Quân Mobile và PUBG Mobile. Đối với tựa game Liên Quân thì với mức đồ họa matte setting, mình để từ chất lượng hình ảnh nè cho đến chất lượng chi tiết ở mức cao, thì không có gì có thể làm khó được cấu hình phần cứng của máy. Mức khung hình cao nhất mà tựa game này đạt được từ 58 cho đến là 60fps và trung bình là 58.4fps. Khi mình chơi thì có những lúc giao tranh nè, cho đến hiệu ứng kỹ năng của mỗi tướng xảy ra khá là nhiều. Tuy nhiên thì máy vẫn không hề gặp bất kỳ hiện tượng giật khung hình nào, đồ họa thì vẫn xử lý khá là tốt. Còn trên tựa game nặng ký hơn, đó chính là PUBG Mobile, thì với mức đồ họa mình cài đặt là HDR và tốc độ khung hình là cực cao, thì số khung hình cao nhất mà máy đạt được là 40fps. Đôi lúc có những pha combat hay là mình bắn nhau với kẻ địch thì khung hình có bị crop một chút. Tuy nhiên thì nó vẫn không ảnh hưởng quá nhiều đến trải nghiệm chơi của mình. Cảm giác di chuyển nhân vật khá là mượt mà và mình đánh giá khá là cao về khả năng xử lý của con chip này. Còn một điểm mà mình chưa nói tới, đó chính là công nghệ 5G được Oppo tích hợp. Thì theo như hãng quảng cáo thì nó sẽ mang đến cho chúng ta những trải nghiệm mới nhất, nhanh nhất cho người dùng, như là tải game nặng với thời gian chỉ hơn 1 phút nè, và tốc độ load video 2K nhanh như là Full HD. Thì đúng như là mình đã test thử tốc độ mạng cũng như là khả năng tải game thì thời gian chờ khá là nhanh, chỉ mất gần 1 phút 30 giây mà thôi. Còn tốc độ mạng thì khỏi phải bàn, cực kỳ là nhanh luôn. Cuối cùng là về khả năng đa nhiệm, thì với dung lượng là 8GB thì đa số hầu như mọi app ứng dụng mà chúng ta chạy ngầm đều không phải load lại từ đầu. Và thao tác khi chúng ta chuyển đổi qua lại các ứng dụng đều rất là mượt mà. Một phần là vì máy được sở hữu tần số quét lên đến là 90Hz, cho nên là tình trạng giật lag khi hiệu ứng chuyển cảnh liên tục sẽ ít xảy ra hơn.
Ok, và tiếp theo là về camera. Thì chiếc Oppo Reno 5G này sở hữu cho mình hệ thống camera với 4 kính, bao gồm là ống kính chính 64MP, ống góc rộng là 8MP, một ống macro là 2MP và một cảm biến đo độ sâu là 2MP. Còn về camera selfie thì chúng ta sẽ hơi bị hụt hơn một chút khi mà camera selfie của nó có độ phân giải là 32MP mà thôi, thay vì là 44MP như trước đó. Tuy nhiên thì đó cũng chỉ là thông số lý thuyết cơ bản mà thôi. Còn về trải nghiệm thực tế thì ở đây mình có chụp qua một vài bức hình như sau. Ở trong điều kiện ngoài trời thì với ống kính chính lên đến là 64MP thì máy mang lại cho chúng ta những bức hình tối ưu về màu mặt. Từ giải màu cho đến chi tiết, tất cả thì mình không thể chê ở bất kỳ điểm nào. Chất lượng bức ảnh thể hiện cực kỳ tốt và kể cả ảnh góc rộng nữa. Màu sắc lên khá là tươi và các chi tiết khi mình zoom vào vẫn hiển thị đầy đủ. Đến với điều kiện môi trường khó khăn hơn, đó chính là trong điều kiện thiếu sáng. Khi mình chụp ra một vài bức ảnh thì là mình khá là bất ngờ khi mà khả năng xử lý ảnh chụp ban đêm làm khá là tốt. Những các lá cây lên màu sáng hơn nè, và đặc biệt là mình có thể thấy được những cái vùng tối xung quanh. Khi mình zoom lên thì độ chi tiết mặc dù có hơi bị nhòe một chút, nhưng mà mình vẫn có thể thấy được những dòng chữ ở trên bức hình. Tóm lại thì với khả năng chụp đêm thì máy đang xử lý khá là tốt. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ phải đổi lại thời gian chờ lên đến là 6 giây thì mới có thể cho ra được bức ảnh đẹp như thế này. Đối với chế độ chụp chân dung thì máy thể hiện khá là tốt. Bức hình hiện lên cực kỳ xuất sắc, từ các chi tiết chủ thể nè, hiệu ứng bokeh đều rất là mượt mà và liền mạch. Phần hậu cảnh ở đằng sau được tách biệt rõ ràng, mặc dù thì có hơi bị lệ một chút ở phần tóc mà thôi, nhưng mà nhìn chung thì ảnh thể hiện khá là xuất sắc. Màu sắc lên khá là tươi và đẹp và chất lượng chi tiết được hiển thị đầy đủ. Và cuối cùng đó chính là chế độ selfie. Thì nếu như nhắc tới camera của Oppo thì chúng ta không thể nào mà không nhắc đến camera selfie. Với ống kính là 32MP thì mặc dù có hơi bị hụt hơi hơn so với phiên bản trước, nhưng mà khi mình chụp ra thì bức ảnh đem lại chất lượng khá là tốt. Da mặt thì được cà láng mịn mà nè, màu sắc tươi và nịnh mắt. Các chi tiết như là mái tóc của mình vẫn hiển thị rõ và nhìn chung không có điểm nào để có thể chê được trên camera selfie của máy này cả. Ngoài những chế độ chụp cơ bản kể trên thì máy sẽ còn được tích hợp các chế độ hay ho khác. Điển hình như là video handicap nè, giúp chúng ta có thể vừa quay video ở cả camera sau và camera trước, phù hợp cho những bạn nào có sở thích làm vlog hay là muốn ghi lại một vài khoảnh khắc đặc biệt mà muốn có cả mặt mình ở trong đó chẳng hạn. Cuối cùng là về pin thì chiếc máy sở hữu dung lượng pin lên đến là 4300mAh. Nếu như chúng ta so sánh ở phiên bản trước thì dung lượng pin của nó có hơi bị cắt giảm một chút, khoảng 10mAh mà thôi. Tuy nhiên thì trong quá trình mình sử dụng nè, mình có chơi game, mình lướt web, mình xem phim thì tổng thời gian mà mình on screen được lên đến là 8 tiếng 33 phút. Một số phải có thể nói là cực kỳ là ấn tượng luôn, cực kỳ là lâu luôn. Còn về khoảng sạc pin thì với công suất sạc khá là lớn lên đến là 65W thì tổng thời gian để mình có thể sạc đầy lại được pin 4300mAh này thì mình chỉ mất vỏn vẹn là 38 phút mà thôi. Phải nói là cực kỳ là nhanh luôn. Và với một chiếc máy có sở hữu 5G thế này thì việc sử dụng điện thoại trở nên nhiều hơn nè, cho nên là với thời gian sạc đầy lại pin này thì mình phải nói là cực kỳ là ấn tượng luôn. Ok, tổng kết lại thì với gần 11 triệu đồng hóa thì chúng ta sẽ đổi lại được một chiếc máy. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một thiết kế đẹp nè, một màn hình 90Hz giúp chúng ta có trải nghiệm mượt mà hơn, một cấu hình nâng cấp hơn so với phiên bản trước là giúp chúng ta có khả năng xử lý được tốt hơn nè, một camera chụp hình ấn tượng, thời lượng pin trâu, có sạc nhanh và có hỗ trợ 5G. Tuy nhiên thì khuyết điểm thì mặt lưng của máy nó sẽ bị bám mồ hôi và dấu vân tay khá là nhiều, cho nên là mình hy vọng là ở những sản phẩm tiếp theo thì Oppo có thể cải thiện được những vấn đề này. Và nếu như hỏi mình có chịu bỏ ra một khoản tiền nữa để nâng cấp lên chiếc Oppo Reno 5G này hay không thì mình sẽ chọn là có. Bởi vì ngoài những cái ưu điểm mình kể trên thì chiếc máy còn sở hữu cả công nghệ của tương lai, đó chính là công nghệ 5G. Và với một khoản tiền khoảng tầm 3 cho đến 4 triệu thôi mà chiếc máy sở hữu công nghệ 5G này thì ngại gì mà không lên mà, đúng không? Ok, và đây là bài đánh giá chi tiết của mình về chiếc Oppo Reno 5G. Nếu như các bạn thấy hay thì đừng quên like, share và subscribe cho kênh YouTube của Thế Giới Động nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.